Bebê anda pequeno, mamá. Só nasceu hoje. Hoje mesmo? Hoje mesmo. Tá aqui. Nasceu hoje mesmo. Esse do rapaz, né? Ou do, a menina. Menina aí, essa aqui. Mas essa? Essa. Ah, mas esse. Esse ainda, ainda, ainda. Esse ainda? Esse tá bom. Aqui. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên là Beto. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay thì anh em mình đang ở trong thị trấn các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem đây là cái khu vực. Đó, như mọi người thấy đây là cổng bệnh viện. Chỗ này là, bên chỗ này là bệnh viện sản này các bạn. Đó, bệnh viện sản của huyện. Còn đi thêm tới một chút nữa đến cái cổng phía trên kia thì trong đấy sẽ là bệnh viện, như kiểu là gọi là bệnh viện đa khoa đó, của huyện này. Sản phụ và đa khoa thì nó tách riêng ra. Ngày hôm qua thì lúc đấy là tầm khoảng độ 12 giờ đêm thì em bé Tù có gọi điện cho mình, nói là sếp xuống nhà nhanh giúp em để đưa vợ đi bệnh viện, bị đau bụng đó. Thì hôm qua thì lúc đấy mình lấy xe đi xuống đây rồi đưa vợ chồng bé Tù đến đây này, rồi có cả một chị hàng xóm nữa có đi đến đây. Và hiện tại đến bây giờ là sáng trưa rồi các bạn, giờ là 10 rưỡi trưa rồi, nhưng mà đến bây giờ là vẫn chị vợ em bé Tù vẫn chưa sinh các bạn. Bé Tù, novidade aí dentro? Ah, ali dentro, chefe. Quase. Desde ontem, zero hora, até hoje ainda nunca nasceu. Mas os doutores estão ali seguindo mesmo para nascer. O bebê é muito grande. Aí é? Muito grande mesmo. Sim. Sim. Ok. Hoje. Essa vez, tá bem, né? Sim. Esse filho é melhor de último. Sim. Não vai nascer mais. Aqui só que não fecham, se daria mesmo quando vai nascer. Queriam lhe dar já chip. Aqui disse que não metem, tem que ser no ambo. Naquela sala que íamos fazer coisa. Onde? Ecografia. No ambo. É lá? É lá que metem chip. Ou você vai cortar? O chefe vai morrer. Só deixar pra amizar só. Não, é melhor o chefe meter só chip. E ainda chega. Porque essa gravidez também admiro, das zero hora de ontem até hoje, é distante. Então, các bạn, từ 12 giờ đêm hôm qua đến bây giờ là vợ em ấy vẫn chưa sinh. Và cái thứ hai là trong bệnh viện phụ sản ở bên này thì là mỗi nơi nó có một phong thủ khác nhau các bạn. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì chồng có thể vào trong cùng với cả vợ để gọi là động viên rồi là các thứ, thế nhưng mà ở đây thì không. Ở đây thì chồng tuyệt đối là đàn ông, nên là người ta không cho vào đó, mà chỉ có phụ nữ được vào thôi. Thì hiện tại bây giờ là có agora tem vizinha aí. Ah, tem vizinha que estão dentro. Quanto? Três de quatro foi fazer papa lá em casa. Porque assim já é três balão de soro que lá acabou. Agora a doutora disse que vão fazer papa. Três vizinha? Três. Đó, có ba chị hàng xóm các bạn. Ba chị hàng xóm. Ê, qua lề vizinha, qua lề. Aquela mamá que íamos junto no óbito, aquela vizinha, desse lado, frente a frente com o nosso portão. Sim, e aquela mamá nesse lado. No caso daquele gui que está ajudando na obra. Ah, sim, é mesmo esse. Agora a outra mana é do meu amigo, Mano Tadeu. Ah, ok. A esposa dela. Sim. Ah. Đó, hiện tại là có ba chị các bạn, ba chị hàng xóm là có đang ở trong đấy. Và thực tế thì bây giờ mình cũng đang rất là muốn mua cái đồ sơ sinh cho con của em bé Tù, thế nhưng mà cái siêu thị bán đồ trẻ con đây giờ này chắc là nó kiểu như là mọi người làm ăn thua lỗ, không bán được hàng, ít khách, thế nên là đóng cửa mất rồi. Cái này phải giờ mà muốn mua đồ của trẻ con chắc phải đi thành phố các bạn, hoặc là không thì mình sẽ đi tìm một chút, đi tìm để mua. Đây, giờ mình sẽ đi ra chỗ cổng với các bạn.
đi ra chỗ cổng đây gì, bây giờ có khi là anh em mình sẽ đi mua thôi. Còn còn em bé Tù thì sẽ ở lại đây các bạn để chờ thông tin. Đó các bạn, kia là có chữ Centro Materno Infantil do Balundo. Đó, Centro Materno Infantil Balundo. Đó, cái này là bệnh viện nhi các bạn, bệnh viện sản nhi, chuyên là của mấy bà bầu chuẩn bị sinh đấy, là ở trong đấy. Dizer a pessoa sentar aí também. Chefe, outra vizinha está lá, os três. Posso chegar lá ainda e perguntar? Ah, essa é a vizinha. Ah. Ok. Desce, desce, desce. Ah, tá bom. Sim. Đi, đi, đi. Miga fica aqui, mãe. Đó, có mấy chị, mấy chị xóm này. Bom dia. Sim. Talvez. Mamá, obrigado. Como é? Tudo bem? Sim. Novidade? Ela está onde? Sim. Está aí dentro? Sim. Ainda nada? Já tomou a papa, mana. Ok. Tá bem, mana. Ok. Ah. Ali mesmo, o homem mesmo. Ainda assim, as manas para entrar é difícil. Aí é? Ainda não nasceu, né? Só depois, quando que já tem bebê, você pode entrar à vontade. Ah, ah, sim. Ah, sim. Assim, só mandaram mesmo as luvas, 6 ambola. E 3 banal de soro, tudo já comprei aí na Inadi. Ok. Sim. Então agora você fica aqui. Tá bem. Yeah, vou ir comprar, vou ir procurar uma coisa, depois vou voltar já. Tá bem, chefe. Ah, daqui nada, Rufino também vai chegar. Sim, sim. Yeah. Tá bem. Ah, pode ficar. Đó, các bạn, hiện tại thì vẫn chưa sinh. Và ba cô hàng xóm này thì cũng không ai được vào cả. Cũng bắt ngồi ở ngoài hết các bạn. Và bây giờ anh em mình sẽ đi một vòng quanh thị trấn các bạn để tìm cái đồ của trẻ sơ sinh. À, đây, còn phía bên này các bạn đó, đây phía bên này. Nó bắt đầu từ chỗ cái cổng này, đây là gọi là bệnh viện đa khoa huyện. Đó. Toàn bộ khu vực này là bệnh viện đa khoa của huyện các bạn. Ở đây thì chỉ dành cho những trường hợp bị bệnh rồi là bị các kiểu là ở đây. Còn sinh đẻ thì ở phía bên kia. Sinh đẻ và bệnh viện nhi thì ở phía bên kia các bạn. À, bé bé ăn đã bị cái nụ mà số này sẽ hoje. Hoje mesmo. Nesse hoje mesmo. Esse do rapaz, né? Ou do, a menina. Menina essa. Menina essa aqui. Mas esse. Esse. Ah, mas esse. Esse ainda, ainda, ainda. Esse ainda. Esse tá menino. Aqui. Esse menina esse. Ah, esse também dá. Tá onde o outro? Os fatinhos estão onde? É esse que é, mamã. Aquele não é para meter que é de catave. Esse aqui, ah, do plástico. Sim, toca plástico. É. Esse só tem um? Só tem um. Esse é muito grande. Não, com fralda. Com fralda. É. Com fralda mesmo esse. Não tem fralda? Fralda tem. Tá onde? Onde dá aquela fralda? Aquela azul. Qual? Não, tem que vir em pacote já. Ah, pacote na outro tá aqui. Ah. Esse também sim. Dá. E esse também dá. Esse tempo de calor, esse. Mamã. Ah, esse também dá. Uia. É, esse. É, esse. Esse pequeno. Esse. É. Olha ele. Esse também pequeno, mas esse. Ah, esse muito pequeno. Não, não é pra bebê de hoje. Sim, bebê de hoje. Tá bom, chega, mamãe. Assim já tem muito. É quando?
Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí 500 dinero. Mira esa, aquí 1000 dinero. Es 1000 dinero. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tem oito. Oito, aqui tem 2000, total 10000. Tem, sim. Ah, tá aqui, mama. Sim. Yeah. Dá só mesmo pra mim. Esquebra. Esquebra. Esse não, mamã. Leva essa, que a blusa vai me pegar bonito. Obrigado. Já. Sim. Mamã, não tem a toalha? Tem banho. É? Tem neném? É? Mantinha também tá aí, tem meter neném. Tá onde? Esse mantinha, tem meter neném. Oi, menino. Esse. Olha aí. Esse é pra pegar lá neném. Esse. Esse quanto? Esse faz... Estou fazendo 1500, faço 1000. É. Ah. Mil e mil, né? Vamos aumentar lá. Não, dois, tá bom. Ah. Obrigado, mãe. Sim. Sim. Không có đồ ở trong siêu thị các bạn ạ. Thế là anh em mình phải chạy ra chợ mua tạm thôi. Do là siêu thị đợt trước thì mới cách đây khoảng tầm độ 2 tháng đấy các bạn ạ. Cái siêu thị của bán đồ trẻ sơ sinh các thứ của trẻ con ấy mới đóng cửa khoảng tầm 2 tháng nay thôi. Đợt trước thì anh em mình có thể là mua bất cứ cái đồ gì của các cháu ở đấy đều có cả. Nhưng bây giờ họ đóng cửa rồi, bắt buộc mình phải ra ngoài chợ mua tạm các bạn ạ. Đợi một vài ngày tới, khi nào có thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ đi thành phố, lên trên thành phố đấy, xong rồi ở trong đấy nó có đồ, có siêu thị bán đồ trẻ em ở trên đấy, thì lên đấy mua cho cháu thêm ít bộ quần áo nữa các bạn. Và vừa nãy thì cũng đã bàn với bé Tù là xong lần này là thôi không đẻ nữa, cấm rồi. Bé Tù và em cũng hỏi ở bệnh viện rồi, nhưng mà bệnh viện này họ không cấy được que tránh thai đó, thế nên là nếu muốn cấy được que tránh thai thì lại phải lên trên thành phố cơ. Nhưng mà đợt này thì chắc chắn là mình sẽ sắp xếp thời gian rảnh rỗi, nếu được thì sẽ để hai vợ chồng em đi bỏ một ngày ra đi cấy cái ở bên này gọi là cái sim. Đó, cái sim tránh thai mọi người sẽ quấy cấy vào tay để các bạn ạ. Đấy, như thế thì vợ em sẽ gọi là hạn chế tối đa cái vấn đề gọi là có bầu để sinh đẻ nữa. Bởi vì là nhà thì nghèo mà đẻ nhiều các bạn. Thì thực tế ở bên này thì gia đình nhà nào cũng đẻ nhiều các bạn. Đó, gia đình nhà nào cũng đẻ nhiều hết. Nhà nào cũng 5, 7, 10 người con hết. Chứ những nhà mà có 1, 2, 3 cháu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay các bạn, rất hiếm. Ở bên này nhà nào cũng đẻ nhiều con, bởi vì là mọi người thì cái nhận thức của mọi người vẫn còn kém, vẫn chưa phát triển các bạn. Thế nên là bây giờ nhà nào cũng có nhiều đất, nhiều vườn kiểu thế. Sau đó thì cứ sinh con ra để lấy người làm. Thì đi học thì cũng chả thấy học hành gì, chỉ cần biết mỗi cái viết chữ thế là được. Viết mỗi chữ tên tuổi thế thôi, còn lại là ví dụ như là gia đình nhà bé Tù thì lần này mình có nói rồi, 7 đứa rồi, đúng ra là 8 nữa các bạn. Thế nhưng mà mọi người cũng đã biết rồi, nên lần này thì mình cũng khuyên vợ chồng bé Tù là không đẻ nữa, bây giờ tập trung vào nuôi dạy các cháu cho nó tốt thôi. Đấy, lại chuẩn bị vào năm học mới nơi rồi các bạn ạ. Lại chuẩn bị phải sắm sửa đồ đạc, quần áo, sách vở cho các cháu này. Cũng ở bên này thì cũng là đầu tháng 9 các bạn. Đầu tháng 9 thì các cháu bên này cũng sẽ đi học. Hiện tại bây giờ đang là thời điểm nghỉ hè của các cháu học sinh ở bên này. Con nhà bé Tù thì là có 3, 4
bốn đi học các bạn. Thì cháu Pedro đi tù thì bây giờ không may mất rồi, bây giờ còn lại ba, chuẩn bị có thêm một cô chị thứ hai nữa. Cô chị thứ hai nữa thì sẽ chuyển từ dưới quê lên đây để học ở trên này nữa, thì sẽ là bốn năm đứa luôn, bốn cháu sẽ đi học. Lần này mình sẽ chuẩn bị vào năm học mới mấy ngày nữa để sắp xếp thời gian, cái nào rảnh các bạn để đưa các cháu đi mua sắm quần áo, sách vở. Ở đây thì cứ mỗi năm các cháu lại phải chụp ảnh thẻ và làm lại hồ sơ học sinh một lần, nó không giống như ở Việt Nam các bạn. Và hiện tại đến những cái thời điểm như thế này thì ở bên nhà anh Nhân bây giờ hiện tại giờ đang rất là đông khách, chủ yếu là học sinh chụp ảnh thẻ các bạn, chụp ảnh thẻ để dán vào cái ảnh thẻ mới ấy. Sau đó thì để nhà trường làm lại cái thủ tục đi nhập học cho các cháu. Bởi vì ở bên này mọi người biết rồi, giữa chỉ cần là sau thời gian nghỉ hè thôi, nghỉ hè xong bắt đầu vào năm học mới, có khi có rất nhiều cháu không may mắn nó mất đi, ví dụ như là con trai bé tù các bạn đó. Thế nên là năm nào nhà trường ở bên này cũng làm lại hồ sơ học sinh đầy đủ từ đầu đến cuối các bạn, tránh trường hợp là có những cái lớp mà có mấy học sinh nhưng mà không may nghỉ hè các cháu mất lớp đấy, mất đi mấy người chẳng hạn, bị giảm thiểu mất cái quân số học sinh, năm nào nhà trường cũng làm lại hết. Để mai mốt thì sẽ bảo các cháu ra nhà Nhân để đi chụp ảnh thẻ để làm lại hồ sơ học sinh và chuẩn bị vào năm học mới các bạn. Ano fazenda? Hả? Leva comida vai fazenda. Đó các bạn, Rufino với cả. Ok, lo cha các bạn mình tên Rufino. Ok, chào các bạn Domingos. Ok. Domingos. Fala. Ok, chào các bạn Domingos. Ok, hello, chào các bạn. Ok, lo cha các bạn Domingos. Mình tên. Mình tên. Domingo. Domingos. À, đây là em trai bé tù các bạn. Giờ em ấy sẽ mang đồ ăn đến cho mọi người ở trong trang trại. Và ngày hôm nay thì anh em mình sẽ không vào trong trang trại nữa. Rufino, Fikaki này. Anh em mình sẽ không vào trong trang trại nữa mà sẽ ở đây để gọi là chờ xem có vấn đề gì, nếu mà trường hợp mà cần thiết nữa mà phải đi lên trên bệnh viện tỉnh để ví dụ trường hợp xấu phải mổ hay thế nào đấy, mình sẽ ở đây trực ở đây, có vấn đề gì thì mình sẽ đưa đi luôn. Bởi vì là nghỉ làm việc một vài ngày không quan trọng các bạn, cái quan trọng là lo được cho vợ con của bé tù cái đã. Đây, bé tù. Es aquí todo. Sí, sí. Ya, para después. Đấy. Đây, mua bỉm sẵn đây các bạn. Đấy, cái này là cái khăn này để một lát nữa là khi nào mà sinh cháu xong thì sẽ mặc quần áo xong rồi quấn vào đây luôn. Còn mấy ngày nữa thì khi nào mình có thời gian thì anh em sẽ đi mua quần áo mới các bạn. Ok các bạn, thì rồi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn. Đã rồi, vì gì nhỉ?